Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, tôi có một ông anh sinh năm 1971, năm Tân Hợi. Ông ấy dành dụm cả đời, đến hơn 40 năm trời mới mua được một cái xe ô tô. Đến cái ngày hí hửng đi bốc cái biển ấy, thì cả thế giới như sụp đổ. Khi mà đập thẳng vào mặt anh ta là một cái biển đuôi là 53. Mặc dù khi mua xe ấy, thì anh đã về cúng cả con gà cái đĩa xôi. Thế mà gì ông bà lại phù hộ cho bốc đúng với cái biển là 53. Cái niềm vui sau hơn 40 năm cố gắng thoáng chốc đã vụt tan chỉ vì một con số mà dường như nó chẳng liên quan gì cái ước mơ là mua được một cái xe đẹp của anh ta cả. Vậy nên ấy, chúng ta có thật sự hắt hủi cái con số 49532 là không? Và những cái con số này nó có mang lại cho chúng ta những điều xui rủi gì trong cuộc sống, đúng không ạ? Và trong năm 2023 năm Quý Mão này thì cái số phận của những con giáp 4953 sẽ ra sao? Họ sẽ rơi vào những con giáp nào? Chúng ta hãy cùng làm rõ trong cái video ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, quan niệm của dân gian ấy, thì mọi người đều phải trải qua một cái hạn nhất định. Nhiều người vẫn tin rằng thông thường ấy, vào những năm hạn thì sẽ gặp nhiều cái chuyện không hay, thậm chí là mất mạng. Trong thực tế thì bất cứ thời gian nào trong cuộc đời chúng ta cũng có thể là gặp những cái vận xấu. Nhưng mà khi mà xem về cái tuổi 4953 ấy, là người ta gọi là tuổi hạn, cái hạn nặng nhất trên đời người. Nên là quý vị cần phải lưu ý thường xuyên. Người xưa vẫn nhắc nhở chúng ta rằng 49 chưa qua, 53 đã tới. Đó là cái câu nói ám chỉ tuổi hạn của mỗi con người. Tức là vào một cái năm nhất định, vào một năm nhất định nào đó, vào năm, ví dụ như năm nay, năm 2023, khi mà các bạn đang bước sang tuổi 49 hoặc là 53, thì sẽ gặp phải không ít những điều xui xẻo, những điều vận hạn. Thậm chí một số người còn bị nguy hiểm đến tính mạng nữa. Đó. Vậy thì vì sao lại có những quan niệm về cái tuổi 4953 như vậy? Thì quý vị thân mến, từ xưa đến nay hễ nghe đến hạn thì nhiều người vẫn nghĩ đến những điều xấu, những điều không may mắn sẽ đến với mình. Trên thực tế về cái từ điển của Hán Việt ấy, thì hạn là cái vùng đất nguy hiểm, là cái ranh giới, là cái phạm vi, là cái kỳ hạn, nó là cái ngưỡng cửa. Đó. Cái tuổi hạn cũng chỉ là cái sự đánh dấu cái sự kết thúc của một quá trình. Vậy nên là gì? Khi mà cái quá trình này kết thúc nó sẽ mở ra một quá trình mới, có thể là tốt đẹp hơn, cũng có thể là xui xẻo hơn. Đó. Và trong video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tuổi, về số phận của những cái tuổi gặp cái hạn 4953. Đó, thì đó là những tuổi nào? Thì cái tuổi đầu tiên ấy là gặp năm 4953 ấy, thì chúng ta cùng xét tuổi 49 trước. Những người tuổi 49 là những người sinh năm Ất Mão, sinh năm 1975. Đấy, thì là họ là 49 tuổi, đúng không ạ? Như vậy là những người tuổi Ất Mão, đúng không ạ? Ất Mão 1975. 1975 Ất Mão. Có mạng là Thủy, đúng không ạ? Xét về thiên can ấy thì năm nay, đúng không ạ? Ất Mão, Ất. Đấy, chúng ta gọi Ất Mão nhé. Ất Mão, đúng không ạ? Mà gặp năm là gì? 2023 là Quý Mão. Quý Mão, đúng không ạ? Chúng ta có Ất Mộc gặp Quý Thủy thì là gì? Ất Mộc gặp Quý Thủy thì được gặp được cục diện tương sinh. Như vậy năm 2023 là năm cát hung đan sen. Đấy. Vậy nên là bản mệnh thì lo làm ăn. Đấy. Và sẽ gì? Sẽ phải tự thân vận động và ít có sự giúp đỡ từ người khác. Còn xét về địa chi chúng ta thấy Mão gặp Mão nó là bình hòa. Tức là gì? Bước vào 5 tuổi. Bước vào 5 tuổi thì cái vận khí nó sẽ không tốt. Cái vận khí hung tốt xấu nó sẽ đan xen. Cái sự nghiệp thì có cái cơ hội được thăng quan tiến chức, nhưng mà đồng thời cũng dễ bị tiểu nhân ghen ghét nhòm ngó. Tiền bạc thì cũng không có điểm sáng nhất định nếu mà gì các bạn không quá để lao tâm khổ tứ. Đó. Và trong năm nay ấy, thì những người tuổi Ất Mão do gặp hạn Thái Tuế, vậy nên là những anh chị mà tuổi 1975 Ất Mão ấy, thì cần phải luôn mang theo bên mình một cái kim bài Thái Tuế. Để mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để trợ vận hộ thân, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn hơn. Và để hóa giải cái hạn Thái Tuế, cái hạn 5 tuổi này, ít nhất là hóa giải được một cái hạn 5 tuổi để giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Còn khi mà chúng ta xét về cái sao chiếu mệnh ấy, thì những người tuổi Ất Mão 1975, đúng không ạ? 1975 là 49 tuổi. 49 tuổi, đúng không ạ? 49 tuổi thì gặp sao là sao Thái Bạch. Thái Bạch, đúng không ạ? Hạn sao Thái Bạch. Đấy. Theo sao chiếu mệnh thì nó là sao Thái Bạch. Mà cái sao Thái Bạch ấy là cái sao khốn cùng, làm ăn thì thua lỗ tứ tung. Đấy. Nói chung là suốt năm thì là gì? Than ngắn thở dài. Và trong thời gian này ấy, là gì? Dẫn tình trạng là gia đình xáo trộn, trong ngoài thì bất an. Đó. Thái Bạch nó cũng là một cái sao hung, nó chủ về hao tổn về tiền bạc. Đó. Ngày xưa các cụ có nói câu là gì? Thái bạch quét sạch cửa nhà. Công việc kinh doanh làm ăn thì luôn có tiểu nhân quấy phá, mất tiền mất bạc, có thể là gì? Trắng tay lúc nào không biết. Và các bạn cần để hết sức đề phòng nhé, hết sức đề phòng. Đấy. Và có đề phòng thì đôi khi là cũng gì cũng khó thể tránh được. Đấy. Và cái hạn sao Thái Bạch kể nó xấu nhất vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch, đúng không ạ? Tháng 2 này, 5 này, tháng 8, đó là 3 tháng xấu nhất. Như vậy là tháng 2, tháng 5, đã chuẩn bị hết rồi đó. Còn là cái tháng 8 âm lịch thì các anh chị tuổi Quý Mão cần phải đề phòng. Đó. Và tiếp theo trong năm 2023 Quý Mão ấy, thì các anh chị tuổi Quý Mão lại bị gặp một cái hạn nữa, đó là hạn gì? Hạn toán tận. Chúng ta đang xét về Nam Mạng nhé. Nam Mạng, đây là Nam Mạng đúng không? Nam Mạng thì gì? Nam Mạng thì gặp cái sao Thái Bạch và cái hạn toán tận đúng không? Toán tận thì ngày xưa các cụ nói đúng không? Toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Toán tận họa gởi tai bay, văn thơ khẩu thiệt, tổn tài ốm đau. Gặp cái hạn toán tận nó chủ về cái hao tốn về tiền của, với cái chuyện là ốm đau bệnh tật. Ra ngoài thì phải cẩn thận kẻo gặp tai nạn xe cộ và những cái chuyện, những cái tai nạn liên quan đến tính mạng. Đấy. Hay là gì? Hay là vì bỏ tiền ra và gì? Mất tiền lại mất cả sức khỏe nữa. Như vậy là gì? Như vậy là những người tuổi Quý Ất Mão sinh năm 1975 thì năm 2023 thì vướng vào cái hạn 49 đó, gặp cái sao Thái Bạch và cái hạn toán tận. Bên cạnh đó lại đúng vào cái năm tuổi là hạn Thái Tuế. Hạn Thái Tuế nữa, đúng không? Vậy nên là nó chịu ảnh hưởng của nhiều hung tinh nó chiếu mệnh. Từ đó những gia chủ tuổi Ất Mão 1975 ấy có thể vướng vào cái họa là hao tốn tiền của, do là tiểu nhân tranh ganh ghét đố kỵ, hoặc là gì những cái mưu cầu thì dễ bị đổ bể, thậm chí vướng vào cái họa kiện tụng thị phi, nhất là với những người mà liên quan làm việc, liên quan đến giấy tờ, đúng không ạ? Và sức khỏe trong thời gian này thì anh chị cũng phải đề phòng, đi lại thì cũng không được chủ quan kẻo gặp nhiều điều bất lợi. Đó. Và để hóa giải cái vận hạn này ấy, sao Thái Bạch và cái họa hạn toán tận ấy, thì quý anh chị tuổi Ất Mão 1975 hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái linh phù giải hạn. Đây là cái linh phù giải hạn, nó là dựa vào cái phù bách họa này, nó sẽ hóa giải mọi cái vận hạn, đặc biệt là cái hạn gì sao Thái Bạch, hạn toán tận và cái hạn tam tai của những người tuổi Thân, tuổi Tý, tuổi Thìn. Đó. Phù nó được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng, vậy nên anh chị sẽ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Và khi thỉnh phù ấy thì anh chị hãy để lại ngày tháng năm sinh, giờ sinh để được xem ngày sử dụng theo đúng tuổi của mình. Đấy, để cái phù này nó sẽ phát huy được công dụng tốt nhất cho đúng người, đúng tuổi, đúng không ạ? Quý vị anh chị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 9119 để thỉnh cái linh phù giải hạn này. Đó. Đó là với nam mệnh này. Tiếp theo là với nữ mệnh đúng không ạ? Với nữ. Nữ mệnh thì trong cái năm 2023 năm Quý Mão ấy, thì gì gặp được sao Thái Âm. Gặp sao Thái Âm nữa. Thì Thái Âm nó là cái sao tốt đúng không ạ? Nói chung là các cụ vẫn nói đó. Thái Âm rực rỡ cung hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10 11 hạn hành, tránh 2 tháng ấy mới lành bản thân. Thưa quý vị, Thái Âm nó là một cái sao tốt, nó là một cát tinh, nó rất tốt cho nữ giới. Nữ giới mà gặp được sao này ấy, thì sẽ gì có được cái sự hài hòa, có được cái sự vui vẻ, có được cái sự hạnh phúc về tinh thần và đôi khi ấy, còn được quý nhân trao cho cơ hội để có được tiền bạc. Trong năm thì các bác lại rất có duyên với bất động sản, với những cái ngành nghề liên quan đầu tư, đấy, đầu tư hoặc là gì, hoặc là những cái ngành nghề liên quan đầu tư, kinh doanh buôn bán vân vân. Đó, thì nói chung là gì, sao Thái Âm là tốt. Đấy. Quý vị chỉ chú ý, nói chung là sao Thái Âm là tốt nhá, tốt cho những người nữ tuổi tuổi Ất Mão sinh năm 1975, đấy, 1975 đúng không ạ? Đó. Tiếp theo chúng ta xét cái hạn năm đấy, thì những người nữ mệnh ấy thì gặp sao chiếu mệnh là sao Thái Âm và hạn là Huỳnh Tuyền. Đấy, hạn Huỳnh Tuyền, hay là Huỳnh Tiền ấy. Thì các cụ nói đó, Huỳnh Tuyền hạn ấy nặng thay, dẫu khỏi tai nạn khiến giày ốm đau, khuyên ai khốn nguyện hết lòng, cúng sao giải hạn thoát vòng tai ương. Thưa quý vị, cái Huỳnh Tuyền nó chủ về cái chuyện hao tài, hao nguyên khí. Tuổi Ất Mão nữ mạng thì trong thời gian này dễ bị đau đầu, chóng mặt và cái khí huyết nó khó lưu thông, nó kém lưu thông. Nên là gì? Phải hạn chế ra đường đúng không ạ? Và đặc biệt là di chuyển trên đường sông nước ấy, những người kinh doanh đường thủy trong thời gian này cũng rất dễ bị xấu. Đấy. Thì nữ mạng Ất Mão thì trong cái thời gian này thì may mắn là có sao Thái Âm nó chiếu mệnh đúng không? Nên là đời sống tinh thần thì có nhiều cái sự cải thiện tích cực. Đấy. Các phương diện thì cuộc sống thì cũng ít muộn phiền hơn và có thể yên tâm làm những việc của mình ấy. Tiền bạc thì cũng không phải quá căn ke gì cả, bản mệnh sẽ có lộc về đất đai cũng như là gì, có thể tập trung vào làm ăn theo cái hướng này thì sẽ dễ dàng thoát khỏi được, đúng không ạ? Còn về công việc thì trên phương diện công việc, công danh sự nghiệp của những người tuổi Ất Mão 1975 ấy, thì khi bước sang năm 2023 thì cũng có tốt có xấu, có cát có hung, cũng tùy là nam hay là nữ, đúng không ạ? Thì mỗi người sẽ có một cái số tốt xấu khác nhau. Các kế hoạch thì nhìn chung là tiến triển cũng ở mức bình thường, nhưng mà vẫn khó tránh khỏi được những trục trặc ở giữa chừng do là nhiều cái điều kiện khách quan nó tác động, đúng không ạ? Trong thời gian này thì tiểu nhân vận nó cũng khá là vượng, nên là cũng cần phải cẩn trọng, kẻo bị đối tác nó lừa gạt đấy, nó lợi dụng hoặc là cướp đi công danh sự nghiệp của mình đấy. Về tiền bạc thì cũng có phần là dư giả hơn đấy, có nhiều được khoản thu, và nhất là những người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh ấy, thì đều không phải lo về chuyện tiền bạc đấy. Dù vậy thì quý vị cũng không thể chủ quan đó về cái hạn là hao tài tốn của. Làm việc thì cũng nên chú trọng đến tính an toàn, không nên tham cái lợi trước mắt mà mạo hiểm đó. Còn trong chuyện tình duyên thì các quan hệ có vẻ là rất hài hòa trong cái năm nay đấy, nhưng mà do là gì, bản mệnh có phần đa nghi hơn, nên là có thể là cái nguyên nhân gây nên khúc mắc trong chuyện gia đình. Các bạn đừng có suy nghĩ chủ quan, kẻo bản thân làm phá hoại cái hạnh phúc của gia đình mình đấy. Bên cạnh đó thì trong năm 2023 năm Quý Mão ấy, thì tuy là không vướng phải những bệnh tật gì nghiêm trọng, nhưng mà thể trạng thì cũng chưa thật sự được sung sức như mong muốn. Quý vị không nên chủ quan trước những tín hiệu bất thường mà cơ thể nó phát ra. Nếu mà khi mà có tín hiệu bất thường nào thì quý vị cần phải đi khám ngay, điều trị ngay đấy, để tránh những hạn xấu xảy ra đấy. Như vậy là gì, tổng quan lại là những người tuổi 1975 Ất Mão, đúng không? Thì năm 2023 năm Quý Mão 2023 đúng không? Thì gặp cái hạn 49, nó có xấu không, đúng không? Nó xấu tùy theo, đúng không? Mặc dù là gặp sao Thái Bạch, hạn Tấn Tận, sao Thái Âm, đúng không? Và hạn Đình Tuyền đấy, thì nó cũng có tốt có xấu đấy, thì tùy vào cái tháng và cũng tùy vào cái cách mà các anh chị ứng xử với cái hạn là như thế nào đấy. Đi đâu cũng chúng ta cũng nghe nhắc về gì hạn 49 đấy, mày 49 này cẩn thận đấy, cứ mày 49 cẩn thận kẻo gặp họa, thì cái từ đó nó ám vào đầu và thì cái tai họa nó cũng sẽ ập đến đó. Vậy nên các bạn hãy cứ vui vẻ, sống thật lạc quan đấy. Đường nào mình cũng được lựa chọn mà, mình tại sao chọn vui vẻ mà cứ suốt ngày chọn u sầu, đúng không ạ? Đó. Bên cạnh đó là trong năm ấy thì lại có nhiều cái hạn tiểu nhân, quấy phá cũng như là cái khẩu thiệt thị phi. Vậy nên là quý vị tuổi Ất Mão 1975 ấy, anh chị nên nhớ là hãy sử dụng cái vòng tăng hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân đấy. Cái vòng tăng hợp quý nhân được làm bằng 3 hạt đá mã não, trên có khắc hình linh vật là Hợi Mão Mùi, đúng không? Đây là một trong 3 con giáp tam hợp với quý vị, vậy nên là nó sẽ giúp anh chị là chiêu mời quý nhân, hóa giải những thị phi xung sát và thâu thu cái tài lộc cho anh chị. Bên cạnh đó thì vòng được kết hợp với cái hạt gỗ, đây là gỗ xưa hoặc là hạt gỗ tử đàn, là một trong loại gỗ quý chuyên dùng để kỵ tà hóa sát cũng như là chiêu tài. Đó là những cái loại gỗ được sử dụng để làm các vật phẩm phong thủy. Đó. Vậy nên đây là những cái gỗ tốt để giúp mang lại cái năng lượng tốt cho anh chị, để hóa giải những vận xung khắc, những cái vận xấu do hạn 49 nó gây ra. Đó là tuổi đầu tiên là tuổi Ất Mão, sinh năm 1975 là gặp hạn 49. Tiếp theo chúng ta cùng xét về con giáp gặp hạn 53. 53 là tuổi nào? Đấy. Thì trong năm 2023 năm Quý Mão, những người bị hạn 53 đó chính là những người sinh năm 1971 là tuổi Tân Hợi. Tân Hợi 1971, đúng không ạ? 1971 là Tân Hợi. Đó là con giáp bị hạn là hạn 4953, đúng không ạ? Là 53 tuổi. Đấy, chúng ta cùng xét 53 tuổi nhá. 53 tuổi này. Đầu tiên là nam. Trước khi chúng ta xét về 4953 chúng ta cũng xét qua về tổng quan vận trình đã, đúng không ạ? Thì tuổi Tân Hợi ấy, đúng không ạ? Năm 2023 năm Quý Mão thì chúng ta có Tân Kim gặp Quý Thủy, là được cục diện là Kim Thủy là tương sinh. Vậy nên báo hiệu một năm có ít sóng to gió lớn, ngày càng đi và vào cái giai đoạn thịnh vượng hơn. Đấy. Công việc có thể mở mang thêm và có thêm nhiều cái nguồn thu nhập, sẽ gia tăng trong thời gian này, và các bạn xuất tiền làm ăn thì cũng khá là thuận lợi. Vậy nên trong thời gian này quý vị anh chị và quý vị thì cũng nên là tích cực nói chung là tích cực nắm bắt cái cơ hội để đầu tư kinh doanh, để tăng thêm cái thu nhập cho mình. Đó. Còn xét về quan hệ địa chi, chúng ta có Hợi gặp Mão, đúng không ạ? Hợi gặp Mão thì là một cục diện là tam hợp, Hợi Mão Mùi. Nếu mà quý anh chị mà thường xuyên theo dõi kênh tử vi của tôi ấy, thì sẽ biết là Hợi Mão Mùi là tam hợp. Đấy. Thì đây là cái cục diện lý tưởng cho những ai mà đang nỗ lực hết mình để tìm kiếm cái cơ hội làm ăn lớn trong tương lai. Cái dấu hiệu thăng quan tiến chức trong thời gian này của nó cũng rõ ràng hơn. Tiền bạc thì ngày càng một sinh sôi nảy nở. Còn xét về quan hệ ngũ hành ấy, chúng ta có gì? Tân Hợi là kim, đúng không? Đấy, Quý Mão cũng là kim. Kim gặp kim nó là tỷ hòa, tức là kim gặp kim thì nó là gì? Kim gặp kim nó là gì? Thúc đẩy cái tài khí lên. Đấy, kim tiền mà, vượng tài mà. Đấy. Thì những người làm ăn kinh doanh thì cũng có nhiều cái cơ hội để thu về một cái khoản tiền bội thu. Có điều là cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi nhiều, kẻo ngã bệnh lúc nào cũng không hay. Đó. Trong năm nay thì cũng đề phòng các bệnh về phổi, về cái đường hô hấp nói chung. Thì tổng quan lại ấy, trong năm 2023 năm Quý Mão thì những anh chị tuổi Tân Hợi đấy có một năm là khá là suôn sẻ, khá là hanh thông, không gặp nhiều cái biến cố gì trong cuộc sống. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ làm ăn, nghiêm túc, cống hiến thì mọi việc sẽ tiến triển được thuận lợi. Mưu sự lớn nhỏ thì đều dễ dàng đạt được cái thành công và dễ được thăng quan tiến chức trong năm 2023 này. Đấy. Tuy nhiên là quý vị cũng nên chú ý đến cái sức khỏe nhiều hơn, đề phòng bị ngã bệnh nhé. Đó. Và bây giờ chúng ta cùng xét về cái sao chiếu hạn, sao chiếu mệnh, đúng không? Sao chiếu mệnh của những gia chủ tuổi Tân Hợi. Đấy, tuổi Tân Hợi, đúng không? Thì tuổi Tân Hợi năm 2023 đầu tiên chúng ta cùng xét về nam mệnh. Đấy. Nam mệnh trong năm 2023 thì bị sao gì? Được sao Thái Âm, Thái Âm nó chiếu mệnh, đúng không? Sao Thái Âm nhé. Đầu tiên chúng ta xét về sao này thì có Thái Âm. Thái Âm thì đối với nam nó cũng là sao? Là sao tốt, đúng không ạ? Là sao tốt. Trong năm nay ấy, thì dễ dàng gì có được những người nữ giúp đỡ, đúng không ạ? Các cụ vẫn nói là gì? Thái Âm rực rỡ công hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Tức là cái sao Thái Âm ấy nó hạn vào tháng 10 và tháng 11 nhé. Vậy nên là quý vị phải hết sức lưu ý để ý đến hai tháng này. Đó. Cái Thái Âm nó là một cái sao phúc tinh, nó mang đến sự hài hòa về cái cảm xúc và sự cân bằng vui vẻ về tinh thần. Năm 2023 năm Quý Mão này thì cái tuổi Tân Hợi nam mạng gặp cái sao Thái Âm thì được may mắn về mặt tiền bạc, làm ăn thì có lộc. Đặc biệt là khi gặp những chuyện khó khăn ấy, thì sẽ có quý nhân giúp đỡ, đặc biệt là quý nhân nữ. Vậy nên là quý anh chị thì hãy gì tích cực chơi với những người nữ giới. Đấy, để được quý nhân Thái Âm nó hỗ trợ từ nay đến cuối năm. Đó. Bên cạnh đó thì quý vị hãy thúc đẩy mạnh các hạng mục liên quan đến cái công việc của mình, hứa hẹn trong cái thời gian này sẽ có cái khoản tiền bội thu. Đó. Bên cạnh đó thì trong năm ấy thì những anh chị tuổi Tân Hợi sinh năm 1971 gặp vào cái hạn 53, đúng không? Thì lại gặp cái hạn gì? Hạn Diêm Vương nó chiếu mệnh, đúng không? Hạn là gì? Diêm Vương, đúng không? Cái hạn Diêm Vương này nó là các cụ nói đó, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lầm xảy nạn chắc là mạng vong. Cái sao Diêm Vương ấy thì nó xấu với nữ giới hơn là nam giới. Diêm Vương nó chủ về cái chuyện thưa kiện đấy và kỵ đề phòng và gì những cái chuyện mà liên quan đến giấy tờ. Đấy. Gặp cái hạn Diêm Vương ấy thì những gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng này cũng cần phải cẩn trọng trong cái việc làm ăn, kẻo vướng vào cái chuyện kiện tục, cãi vã hoặc là chuyện tranh chấp. Giúp người làm đôi khi anh chị giúp người nhưng mà lại hóa chuyện này làm ơn mắc oán. Thì ngoài ra cũng cần phải chú ý về cái vấn đề đi lại khi mà tham gia giao thông để đề phòng những tai nạn bất ngờ nó xảy ra, tránh trong năm là có tin buồn, tin tăng chế nó đưa tới. Đó, vậy nên là với những người tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng thì có cát tinh nó cao chiếu nên là giúp cho những người tuổi Tân Hợi sống với tinh thần là lúc nào cũng được tích cực hơn. Nhân duyên thì hài hòa, cũng rất có lợi cho cái việc mở rộng các mối quan hệ làm ăn, kinh doanh. Đặc biệt là cái trong chuyện hợp tác làm ăn ấy, thì anh chị nên là tranh thủ thời cơ này đấy, hợp tác nhiều với những người nữ giới. Đấy, chơi với nữ giới nhiều hơn. Đấy, để tăng thêm cái quan hệ hợp tác làm ăn và khi khó khăn thì cũng sẽ được họ giúp đỡ. Đặc biệt là trong thời gian này quý anh chị hãy tập trung vào cái công việc để tăng thêm cái thu nhập cho mình. Bên cạnh đó thì cũng nên tính toán cẩn trọng, kẻo vướng vào cái kiện cáo pháp luật và cái chuyện thị phi. Đó, vậy nên trong thời gian này thì những anh chị tuổi Tân Hợi vậy cũng phải cần lưu ý, đúng không ạ? Để hóa giải cái hạn Diêm Vương, hạn Diêm Vương thì quý anh chị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái linh phù giải hạn. Cái linh phù giải hạn này sẽ giúp hóa giải vận hạn, đúng không ạ, của anh chị về cái hạn Diêm Vương. Đấy. Và từ đó sẽ giúp anh chị có được cái cuộc sống nó bình thản hơn, bình an hơn. Đó, đó là với những gia chủ tuổi Tân Hợi nam mạng. Tiếp theo chúng ta xét về Tân Hợi nữ mạng, đúng không? Nữ mạng thì cũng phạm vào hạn 53 và cũng bị sao gì? Sao Thái Bạch. Sao thái bạch nó chiếu vậy. Đấy. Sao thái bạch nó là sao xấu. Đấy, sao xấu. Sao thái bạch, nữ gặp sao thái bạch thì nó là sao xấu. Các cụ vẫn nói là gì? Thái bạch sao ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn, trong ngoài bất an. Thái bạch nó là cái sao xấu, nó gây họa về tiền bạc. Và dân gian ta vẫn có câu là gì? Thái bạch quét sạch cửa nhà. Công việc kinh doanh ấy, thì có tiểu nhân quấy phá và gây chuyện mất tiền mất bạc, thậm chí là có thể trắng tay. Vậy nên là quý vị cần phải đề phòng. Đấy. Cái sao này nó xấu vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch, đúng không ạ? Tháng 2 này, 5 này và tháng 8 âm lịch. Vậy nên quý vị phải hết sức đề phòng nhé. Tiếp theo là cái hạn, đúng không ạ? Cái hạn thì của những người tuổi 53 ấy, nữ mạng ấy, thì là gặp hạn gì? Hạn thiên la. Đấy, gặp hạn thiên la. Quý vị thân mến, theo niên hạn ấy, thì hạn thiên la là hạn, các cụ vẫn nói là gì? Thiên la hạn ấy quái kỳ, ma quỷ quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên la hạn phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật, họa trao phải phòng. Gặp hạn thiên la thì dễ bị phá phách và trong ngoài thì không yên, dễ bị ốm đau bệnh tật, ốm đau thì lâu ngày không khỏi và dẫn đến chuyện là hao tổn về tiền bạc. Bệnh tật thì đều do là quỷ ma nó quấy phá mà ảnh hưởng đến cái sức khỏe cũng như là công việc của mình. Vậy nên trong thời gian này để hóa giải cái hạn thiên la ấy, thì những gia chủ tuổi Tân Hợi nữ mạng cũng cần phải nhớ là luôn mang theo bên mình một cái linh phù giải hạn. Linh phù giải hạn để hóa giải cái vận hạn này đi, để giúp cho từ giờ đến cuối năm nó được thuận lợi và hanh thông hơn. Đó. Thì quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại là 0989 34 9119 để thỉnh cái linh phù giải hạn này. Linh phù đã được khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý anh chị liên hệ và để lại ngày tháng năm sinh và giờ sinh của mình để được xem ngày chuẩn xác nhất theo đúng tuổi của quý vị. Đó. Thì tổng quan lại ấy, thì khi mà những người nữ mệnh mà gặp cái hạn hai hạn này ấy, gặp hạn 53 ấy, thì chịu nhiều tác động của các hung tinh. Vậy nên là làm gì cũng phải cẩn thận để cho tâm nó được an. Đấy. Và các bạn cũng phải cẩn thận trong cái việc suy xét, không để lộ những sơ hở cho kẻ tiểu nhân gây khó dễ, thậm chí là phải trả giá bằng cả tiền bạc mà mình đã vất vả kiếm được. Đấy. Cái phương diện sức khỏe thì cũng không thực sự được lý tưởng, bản mệnh cũng dễ bị ốm đau và ốm đau lâu ngày không khỏi, khiến cho tinh thần và thể xác nó bị gì? Bị xuống dốc. Đấy. Còn về công việc thì bước sang cái tuổi 53 này thì nam mạng hay là nữ mạng tuổi Tân Hợi ấy, thì gặp không ít những may mắn trên con đường sự nghiệp của mình. Mọi việc thì đã đi vào guồng một cách ổn định. Các bạn cứ thế mà tiến tới thôi. Dù không cần phải lo lắng quá, nhưng mà thì cũng không nên là chủ quan, kẻo lại gì? Sa cơ lỡ vận. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tốt đẹp trong thời gian này cũng giúp ích cho những gia chủ tuổi Tân Hợi không ít trong khoảng thời gian này. Do đó, quý vị đừng quên tạo dựng vun vén các mối quan hệ hợp tác cả mới lẫn cũ để tận dụng được những cái sự giúp đỡ của mọi người. Đó. Còn về vận trình tiền bạc thì trong cái năm 2023 của những người tuổi Tân Hợi gặp cái hạn 53 này, cái việc làm ăn thì cũng có nhiều cái sự mở mang, hứa hẹn đem về những cái khoản thu nhập rủng rỉnh. Đấy, thu nhập thì không ngừng gia tăng, đời sống cũng như vận trình thì được cải thiện một cách tích cực. Thì đây cũng được coi là cái giai đoạn để quý anh chị thu về những thành quả xứng đáng sau bao ngày mình nỗ lực phấn đấu, đúng không ạ? Về tình duyên gia đạo thì mọi sự thì đều được an yên, an lành. Gia đình thì nói chung là êm ấm, vợ chồng thì thương yêu nhau và thấu hiểu cho nhau. Đấy, gia đình lúc nào cũng hòa thuận cả trên cả dưới. Vậy nên là trong thời gian này anh chị hãy dành thời gian trò chuyện, chia sẻ với con cái, với vợ để tạo ra nhiều cái khoảng cách, để rút ngắn khoảng cách giữa các thế hệ, cũng như là gì? Tạo ra sự ấm cúng giữa trong gia đình. Đó. Bên cạnh đó thì cái vấn đề sức khỏe của những gia chủ tuổi Tân Hợi 1971 nam mạng và nữ mạng thì cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Đấy. Không có vấn đề nào quá nghiêm trọng cả. Đặc biệt là quý anh chị cũng phải cân bằng giữa công việc và cuộc sống, nghỉ ngơi một cách hợp lý, kẻo lúc ngã bệnh ra lúc nào không hay. Và trong năm cũng đề phòng những các bệnh về phổi, về đường hô hấp nói chung. Đó. Thì nói chung vào cái năm hạn 53 này, đúng không? Thì gặp hai cái sao, nam thì gặp Thái Âm và Diêm Vương, nữ thì gặp Thái Bạch và Thiên La. Đấy. Thì nó sẽ có những cái hạn xấu vào từng thời điểm. Vậy nên quý anh chị cũng phải hết sức lưu ý nhé. Kể cả những người tuổi 49 là tuổi Ất Mão. Đấy. Và đặc biệt là khi mà gặp cái hạn 49-53 thì nó hay xảy ra những cái mâu thuẫn, những cái trắc trở trong cuộc sống. Vậy nên kể cả những anh chị tuổi Ất Mão 1975 hay là Tân Hợi 1971 ấy, thì quý anh chị hãy luôn nhớ là mang theo bên mình một cái linh phù giải hạn để hóa giải những hạn xấu này đi. Cũng như là gì? Hãy luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân là Hợi Mão Mùi để trợ vận hộ thân, để chiêu mời quý nhân tam hợp giúp đỡ. Khi mà được quý nhân giúp đỡ thì mọi sự sẽ hanh thông và anh chị sẽ không còn phải lo lắng gì về cái hạn 49 hay là 53 nữa. Đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái hạn 49, 53 trong năm 2023 năm Quý Mão, tốt hay xấu như thế nào. Đấy, và nó rơi vào những tuổi nào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.